Cỏ đẹp quá nhưng chắc chắn không phải là cỏ của sân quốc gia Mỹ Đình rồi. Và bây giờ Vlog Ngoài Đường Pitch xin mang đến cho quý khán giả chương trình điểm báo về những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam vào trưa ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2023. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi. Thông tin nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay là việc cưỡng chế khoản nợ 869 tỷ đồng của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm cho biết khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình hiện nợ đến 869 tỷ đồng và bị cưỡng chế thuế. Theo như báo Tuổi Trẻ cho biết, vào ngày 10 tháng 8, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã gửi đến khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp chích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế. Căn cứ luật quản lý thuế, các quy định của pháp luật, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm quyết định cưỡng chế bằng biện pháp chích tiền từ tài khoản đối với khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Lý do bị cưỡng chế là do khu liên hợp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp gia hạn, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số tiền khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị cưỡng chế lên tới hơn 869 tỷ đồng. Wow, một số tiền gần 1.000 tỷ đồng cả nhà. Cả nhà tưởng tượng ngay, gần 1.000 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ một chút nào. Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long chích tiền từ tài khoản của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước. Yêu cầu khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thực hiện nghiêm quyết định cưỡng chế thuế này. Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm cho biết, trường hợp số tiền trên tài khoản của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng Vietinbank vẫn phải chích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Tiếp tục theo dõi, chích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Trong số hơn 869 tỷ đồng tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, có đến 471,6 tỷ đồng là tiền thuê đất, 397,7 tỷ đồng là tiền chậm nộp và các khoản khác. Sân Mỹ Đình tê liệt, không có khả năng trả nợ. Trước đó thì năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình với số tiền vi phạm lên đến gần 777 tỷ đồng. Hai vụ việc sai phạm đã được chuyển cơ quan điều tra. Từ năm 2018 đến nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vì số tiền nợ thuế khổng lồ này. Do không có khả năng trả nợ, số tiền nợ thuế của khu liên hợp ngày càng tăng lên do chậm nộp. Những sai phạm nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình diễn ra từ thời ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ năm 2018 và giám đốc hiện tại là ông Nguyễn Trọng Hổ. Suốt 5 năm vừa qua, vì khoản nợ thuế khổng lồ không có khả năng chi trả cho nhà nước hay đã khiến khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động bị đình trệ. Và cũng xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, tháng 11 tới đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026. Và thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussé sẽ đá trận đầu tiên gặp đội tuyển Iraq ở trên sân quốc gia Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11 tới. Và chính vì vậy mà việc sân Mỹ Đình đang phải chịu ảnh hưởng từ cái việc là truy thu thuế cưỡng chế về cái khoản nợ 869 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng liệu là sân quốc gia Mỹ Đình có đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup hay không. Và như vậy thì với nhiều người hâm mộ, có lẽ là điều mà họ mong đợi nhất đó là nếu trận đấu không thể được tổ chức ở sân quốc gia Mỹ Đình thì liệu sân Quy Nhơn, sân Lạch Tray hay là sân Thiên Trường có đủ năng lực để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup hay không? Đây có lẽ là điều mà rất nhiều người đang chờ đợi. Và hy vọng là Vlog Ngoài Đường Pitch sẽ sớm có được những cái chia sẻ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam
để mang đến cho quý khán giả những cái thông tin về trường hợp của Sân Quốc gia Mỹ Đình. Một thông tin khác cũng rất thú vị trong ngày hôm nay, đó là việc một đội bóng của V-League đã hợp tác với thể thao điện tử eSport, đó là câu lạc bộ Hải Phòng. Tại Singapore, Team Flash và câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng vừa chính thức ký kết hợp tác thỏa thuận song phương, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên ở V-League hợp tác với thể thao điện tử eSport. Với cương vị là một trong những tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp, uy tín và có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, Team Flash là gương mặt được Hải Phòng FC chọn mặt gửi vàng trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là hướng tới nhóm đối tượng người hâm mộ trẻ tuổi. Thông qua Team Flash để chào sân ngành công nghiệp thể thao điện tử hiện đang bùng nổ trên toàn thế giới, Hải Phòng FC hy vọng sẽ tiếp tục khẳng định được tên tuổi, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Cụ thể, thỏa thuận hợp tác song phương của Team Flash và Hải Phòng FC nêu rõ Team Flash đóng vai trò cố vấn chiến lược cho tầm nhìn đầu tư vào thể thao điện tử dài hạn của Hải Phòng FC, đồng sáng lập đội tuyển thi đấu FIFA Online 4 chuyên nghiệp cùng Hải Phòng FC tham dự các giải đấu mùa 2023-2024, khai phá tiềm năng đầu tư song phương đội tuyển Liên Quân Mobile mùa giải 2024. Bên cạnh đó, Team Flash và Hải Phòng FC sẽ tìm cách hợp tác chặt chẽ, khai thác tiềm năng to lớn về nhà tài trợ và thúc đẩy doanh thu, bao gồm việc bán các sản phẩm hoang há, lưu niệm hay là tài trợ sân bãi. Việc hợp tác này đánh dấu một bước tiến vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Đó thực sự là một niềm vinh dự khi được làm việc với một tổ chức thể thao lâu đời và tầm cỡ như câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, ông Mark Chiu, CEO Team Flash hào hứng chia sẻ trước bước đi chiến lược này. Hải Phòng FC là một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất của Team Flash. Sự hợp tác này hứa hẹn rất nhiều điều thú vị cho Team Flash và thể thao điện tử Đông Nam Á. Và chúng tôi chắc chắn sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để góp phần phát triển ngành công nghiệp thể thao trong khu vực. Phó Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Lương cho biết Team Flash là một đối tác không thể hoàn hảo hơn trong kế hoạch của mình. Các cổ động viên cuồng nhiệt của Hải Phòng FC cộng hưởng cùng những người hâm mộ trẻ tuổi của Team Flash sẽ là cơ sở giúp chúng tôi chạm tới những trái tim yêu thể thao mới mà trước đây chưa từng có cơ hội làm được. Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi trong việc kết nối Hải Phòng với các thành phố khác tại châu Á thông qua niềm đam mê chung dành cho trái bóng tròn, hay bây giờ là có thêm sự góp mặt của thể thao điện tử. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả và rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi phần điểm tin về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho vlog mà được viết xin một like, share và subscribe cho kênh của mình. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bye bye!